Chào các bạn, cuối tuần chủ nhật này mình sẽ hướng dẫn với các bộ máy cái dòng bên Cường Đông DLT sẽ hướng dẫn các bạn tháo cái máy Emachi Acer D725 B725 dòng series. Thì các bạn trước tiên các bạn phải tháo pin ra trước nhá. Đẩy cái nút này này, qua bên này pin nó tự động đẩy ra. Thì các bạn tháo ra. Cái này ốc này, ốc vít này, vặn hai ốc này ra này. 6 ốc này ra trước để nhìn thấy cái RAM này, RAM hộ ổ cứng của các bạn nó nằm ở trong cái hệ thống này. Đấy. Sau khi gắn xong các bạn đẩy có cái lấy ở đây các bạn tách nhẹ lên. Đây, pick một cái. Đây là RAM của nó, RAM của dòng máy này là sử dụng RAM hạ 1GB bớt 640. 1GB bớt 640. Đây, mình zoom vào gần này. 1GB bớt 640 của hãng Winnie gì ấy, của hãng Kobe Korea sản xuất. Thì đây này, cánh tản nhiệt của nó này, CPU nó nằm ở đây này. Đây là CPU T3400, dòng CPU thấp nhất cũ lắm rồi. Đây là ổ cứng của nó, chúng ta vặn ốc này ra nó sẽ ra ốc đối chéo của nó. Chú ý nha, ốc đối chéo của nó. Khi vặn ra các bạn rút mạnh ra đằng sau như thế này. À xin lỗi các bạn, rút. Đúng rồi. Xin lỗi các bạn này. Cái ốc này nó gắn hơi mạnh một tí. Đây, các bạn đẩy mạnh một cái, pick một cái. Đây là ốc vặn ổ cứng thôi. Đây là ổ cứng Toshiba. Ổ cứng Toshiba. HD. Ổ cứng này có dung lượng là 120GB. Đây 120GB. Ổ cứng này khá cũ. Ổ cứng này khá cũ này. Tiếp theo này. Các bạn tháo cái, nếu mà các ai muốn thấy thì các bạn tháo cái cạc này ra để xem nào. Đây là cạc wifi Litech 320. Các bạn chú ý với mình là một số con dòng Litech 320 này, nó nằm ở đây này. Đây là con cạc Wiley của nó này. Các bạn có thể là con qua đường của nó. Và chúng ta sẽ tiến hành test ráp lại thôi. Cắt này vào nhá. Bịch một cái. Nó ở là được. Rồi, gắn vào mạnh như này.
vặn vào, vặn phịch một cái. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành gắn vào như cũ. Đây này, đẩy mạnh này, phịch. Ok. Vít ốc vào này. Ok này, lắp pin vào này. Và tiến hành chạy test bình thường nha. Ok. Thế là chúng ta đã tiến hành lắp tháo thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tôi.